các bạn đến với kênh của Vương Quốc Thịnh. Các bạn thân mến, Quốc Thịnh đang ở quốc lộ 80 thuộc xã Bình Thạnh, cách thị trấn Lấp Vò 10 km về hướng Tây. Quốc Thịnh mời các bạn đến thăm thị trấn Lấp Vò, Đồng Tháp, miền Tây quê của mình vào buổi chiều. Thị trấn Lấp Vò xem nơi đây có bán những gì, hàng quán trong thoáng qua, sinh hoạt ra sao. Khi thị trấn Lấp Vò chưa có chỉ thị số 16 cùng với Quốc Thịnh nhé. Video này Quốc Thịnh muốn gửi đến các bạn xứ sở quê mình Lấp Vò, Đồng Tháp, miền Tây, xem cho nó đỡ nhớ về một cái quê hương trong cái mùa dịch bệnh, không có về quê thăm nhà, thăm bà con, thăm cô bác, anh chị, bạn bè, xem cho nó đỡ nhớ nha các bạn. Mình đang đứng ngay vùng bên thị trấn Lấp Vò nha các bạn, tỉnh Đồng Tháp. Cái hướng này về xã Bình Thạnh Trung nha các bạn. Trước mặt mình là chợ cũ của thị trấn Lấp Vò nè, những thập niên trước đây nha các bạn. Cái hướng này đi lên bắt dòng cống nha các bạn, cũ á. Đây cô bán tôm lột, vậy là nhiêu ký vậy? 260 hả? 160 hả? Đâu vớt lên thử rồi. Lấy cái đổ. Đây, tôm lột nha các bạn, 160 rồi nha các bạn. Ôi ơi, thấy ham không? Xin lỗi, được rồi. Nhiều lắm nha các bạn, 160 kg, có thịt ngon đàng hoàng, tại nó lột thôi phải không? Bao ngon luôn ha. Mình thuộc xã nào cô? Ở đây ha. Mà mấy giờ là mình có bán? Ba giờ, bốn giờ. Nó bán đối diện với chợ Lấp Vò nha các bạn. Đây đến đây. Đó dắt lên con hay con đây. Rồi được rồi. Vậy là sáng là mình có bán rồi hả? Khoảng 3 giờ rưỡi cho 4 giờ chiều không có bán. Bán nhất chiều không ha? 160 kg nha các bạn. Ai có quen cô này không? Vậy là gốc gác mình ở Lấp Vò. Xã nào? Hội An Đông. Đó, có bạn nào lấy chồng nước ngoài không? Có bạn lấy chồng Đài Loan hay là Mã Lai, Hồng Kông gì không? Hàn Quốc rồi đó. Đó, chúc cô mua may nắng đắt nha. Rồi bán được nhiều hàng ha. Rồi đó. Tôm lột nha các bạn. Tôm này là dùng Kiên Giang phải không? Tôm nước mặn. Cho nên nó thịt nó chắc, nó ngon hả? Nữa, mà sao tại sao mình kêu là lột? Tại nó có tôm mà nó lột. Nó mềm. Nhưng mà thịt nó có nhiều ha. Nhưng mà nếu cứng là nó mắc hả? Nó cứng là nó mắc hơn ha. Dạ, mà cứng thì cái vỏ nó hơi dày, còn tôm này vỏ không tròn à. Mỏng vỏ. Sao ta không ráng cố gắng để cho nó Có đội tôm cứng mà tại con không lấy tôm cứng. À,
Rồi được mấy đứa con? Dạ, hai đứa con. Rồi sao nuôi nổi? Bây giờ có kiếm tiền hay dạ, có? Được. Ừ, mà quên đó, cô bán tôm tên gì? Dạ, cô Tiên ha. Đó, bán đối diện với chợ Lấp Giò cũ nha các bạn. Là cỡ mấy giờ, nói nhắc lại cho đang ta biết. 3 giờ rưỡi tới 4 giờ chiều nha các bạn. Đây cái nón lá nha, đó. Đó tôm đó. Tôm lột đây. Ai mua cảm ơn. Mua tiếp đi chị. Đó, mua tiếp đi chị. Tôm thấy ngon quá mà. Đó, khách mua này nè. Đó, mua tiếp đi. Thấy ngon quá mà tại vì đi tới chiều tới một hồi nó còn chưa tới về tới nhà, nó về tới cái tàu. Cái tàu hạ ở dưới. Thôi chúc cô Tiên mua bán mau hết này nha. Rồi 2 ký. Cái này nướng hả, làm gì đây ca? Nướng hả? À, nướng nó mới thơm ha. Cái này mà ông muốn nướng mà nó không teo làm sao? Bây giờ nè, bây giờ tôi chỉ ông này nha. Anh nấu cái nồi nước sôi. Anh nấu cái nồi nước sôi nha. Anh bỏ nó vô. Cái anh vớt ra cái nước sơ là nó không bị teo. Anh làm thử theo ý mình đi. Là nó chín ra trơn à. Nước nó thiệt sâu nha. Anh bỏ vô. Anh bỏ vô cái anh đó. Anh bỏ vô cái anh vớt ra cái nước sơ là anh thơm mà nó vừa chín luôn. 200 ngàn là nhiêu đây nè hả? Đó, 200 ngàn nha. Đó, 200 ngàn nha. Cảm ơn nha, cảm ơn anh bạn nha. Đó, cảm ơn anh bạn nha. Cảm ơn anh bạn nhiều. Đó, cô bán được rồi nè. Mình cũng mừng cho tao chứ. Đó, mình cũng mừng chứ. Thôi hai cái bọc. Cảm ơn nha. Rồi giờ có mua rượu rồi thêm không? Đang đứng trên cái con đường ngay chỗ Bùng Binh thị trấn Lấp Giò nha các bạn. Cái hướng là về xã Bình Thạnh Trung đó nha các bạn. Các bạn thân mến, video của Quốc Thịnh đến đây xin được tạm dừng. Quốc Thịnh rất mong các bạn đóng góp nhiều ý kiến hơn để Quốc Thịnh làm ra những cái video có ý nghĩa. Chào tạm biệt, hẹn gặp lại các bạn vào những video tiếp theo. Cảm ơn.